Nhớ ăn đi. Ăn té nhờ. Ô, kinh quá này. Sáng. À, sáng. Lấy quả đi. Không ăn à? Quả chín luôn rồi này mày ơi. Thành phố thì không có quả này là cái chắc rồi. Trong cảnh chứ. Chín luôn này. Quả chín ăn được không? Ừ. Ăn ngọt ngọt mày. Chín đi. Uầy. Ngọt lắm. Cảm giác khó khó tả luôn á. Cái vị của nó thanh thanh mát mát. Uầy. Chín luôn này. À, ăn phê nè. Hay à. Quả chín này này. Làm quả đây ăn giòn này. Quả xanh xanh này. Chất lượng nhỉ. Nhặt ít về mà muối. Nhặt ít về mà muối. Hơi im. Không dưới. Lại phát hiện cái một cây nữa. Đây, quả. Cái này cây to hơn cây vừa lãi luôn. Rất nhiều mật. Ngon chưa? Chín luôn à. Ăn. Ăn chín này khả năng nó ngọt. Nó có mật bên trong đây à? Ừ, mật đấy. Óng ánh như mật ong này. Nó chảy nhựa ra này. Ăn được cả à? Ăn bộ, ăn mấy cái loại thôi. À bộ vó gì? Ừ. Thơm ngọt lắm. Ngọt vãi. Còn một quả chín nữa kìa. Mình không nghĩ nó lại ngọt như này. Ăn cái gì cái lạc của nó ăn nó thơm bùi. Ngọt. Khoan á. À nó đây tao còn miếng rồi. Nóm. Anh em mình thất bại rồi mọi người ạ. Thất bại thực sự rồi. Không tìm được quả chám nào. Không còn cây chám nào. Người ta đây hu này không còn chám nữa. Giờ anh em mình về đâu. Đây lại có một cây bòng rừng nữa này. Nhưng mà cây này không có quả. Rồi anh em mình đi về đâu nhá. Tạm biệt mọi người.